Rồi ok chào các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cao độ tiếp theo. Thì ở trong cao độ này chúng ta sẽ tiếp tục ở cái nội dung là vẽ ba hình chiếu của vật thể. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích một cái bài tập này chút xíu các bạn. Bây giờ ví dụ như là mình là người quan sát, mình đứng ngoài này mình quan sát vào. Thì khi mà mình quan sát vào như thế này thì mình sẽ thấy cái mặt này là mặt hình chiếu đứng. Ở trên mình nhìn xuống thì mình sẽ thấy mặt này là mặt hình chiếu bằng. Ở bên tay trái mình nhìn qua mình sẽ thấy mặt này là hình chiếu cạnh. Và giống như những cái gì mà mình chia sẻ cho các bạn ở trong cái video đầu tiên, trước khi mà chúng ta bắt tay vào chúng ta vẽ ba hình chiếu của nó thì mình sẽ dành ra một ít phút để mình tham khảo xem cái hình dạng cũng như là cái kích thước của từng hình chiếu như thế nào, để khi mà chúng ta bắt tay vào chúng ta vẽ đó chúng ta không có bị rối. Ok, đầu tiên mình sẽ lấy một cái ví dụ là mình nhìn vào đây mình sẽ thấy cái mặt của hình chiếu đứng. Thì cái mặt của hình chiếu đứng này ở đây mình sẽ thấy những cảnh nào? Đầu tiên mình sẽ thấy được cảnh này, rồi mình thấy cảnh đứng nè, rồi mình thấy cảnh ngang nè, mình thấy cảnh này. Rồi, ở trong đây mình sẽ thấy được cảnh này. Cảnh này thì cảnh này là nó trùng nhau nè. Rồi, chúng ta thấy được cảnh đứng này. Rồi, cảnh ngang này. Cảnh này. Đó, cái đường ở trên đây. Đây, cái đường này đây. Đường này. Và bên đây chúng ta cũng có đường này. Đây, có đường này. Ok. Như vậy thì ở cái hình chiếu đứng này, để vẽ được nó, chúng ta có những cái kích thước như sau. Đầu tiên là chúng ta có kích thước 42 nè. Đó, tức là 42 chính là kích thước chiều dài của cái khối này. Sau đó chúng ta có được cái chiều cao. Chiều cao của cái khối này xác định bằng kích thước 16 và cái R10 này. Tức là chiều cao, tổng chiều cao của nó sẽ bằng 26. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có cái rãnh này. Cái rãnh này nó sẽ có cái khoảng cách bằng 22 ly. Và cái G này nó sẽ có cái khoảng cách bằng 6 ly. Thì dựa vào những cái kích thước này chúng ta sẽ vẽ được hình chiếu đứng nha. Lúc nãy mình còn sót cái chỗ này. Từ trên đỉnh xuống chúng ta sẽ có 6 ly như thế này. Thì dựa vào những kích thước này chúng ta sẽ vẽ được hình chiếu đứng. Hình chiếu bằng cũng tương tự, hình chiếu cạnh cũng tương tự. Các bạn tập phân tích từ từ như vậy ha. Trước khi chúng ta bắt tay và chúng ta vẽ thì chúng ta phân tích trước, để chúng ta hiểu cái khối của mình. Từ đó chúng ta sẽ tưởng tượng ra là hình chiếu đứng nó như thế nào, hình chiếu bằng nó như thế nào, hình chiếu cạnh nó như thế nào. Sau khi mà các bạn làm đủ nhiều rồi, các bạn quen rồi thì các bạn không cần phải thực hành những bước này nữa. Nhưng nếu như bạn là người mới bắt đầu, bạn là người mới tiếp xúc với cái phần vẽ kỹ thuật này, bạn là người mới tập vẽ ba hình chiếu của một vật thể, thì hãy cố gắng dành thời gian ra để mà các bạn phân tích như thế này cho các bạn quen ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phần mềm AutoCAD Machine để chúng ta vẽ ba hình chiếu của cái vật thể này. Đầu tiên ở đây mình sẽ vẽ hình chiếu đứng trước. Cũng như lúc nãy mình chia sẻ cho các bạn, ở hình chiếu đứng này mình có thể sử dụng line để mình vẽ, nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ sử dụng lệnh vẽ hình chữ nhật. Ở đây mình có cái chiều dài bằng 42 và chiều cao bằng 8, thì mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật có chiều dài bằng 42 và chiều cao bằng 8. Đây các bạn gõ là REC. REC, enter. Rồi sau đó mình sẽ nhập cái chiều dài vào bằng 42, sau đó mình ấn phím tab trên bàn phím mình nhập chiều cao đó bằng 8 ly. Rồi, để mà thuận tiện hơn thì mình sẽ nhấn X, mình dùng lệnh explore để mình phá cái hình chữ nhật này ra. Sau đó các bạn sẽ thấy gì? Sau đó chúng ta sẽ có được cái khoảng cách từ dưới này nè lên tới cái phần ở trên, tới cái đường ở trên đó là 16 ly. Thì ở đây mình sẽ offset lên là 16 ly ha. Enter, mình sẽ offset lên là 16 ly. Offset lên. Ok. Rồi mình sẽ sử dụng cái lệnh extend nè, enter để mà mình phóng đối tượng lên nè. Nha, là mình ra được cảnh trên đây. Cảnh trên đây chính là cảnh này. Ok. Rồi ở trên đây chúng ta sẽ có cái đoạn R10, do đó ở đây mình tiếp tục mình offset lên là 10 ly. Enter, offset lên là 10 ly tiếp tục. Rồi mình cũng tiếp tục phóng đối tượng lên. Đây, phóng đối tượng lên, phóng đối tượng lên. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái rãnh ở giữa bằng 22 ly. Do đó tại cái vị trí này mình sẽ vẽ cái gì? Mình sẽ vẽ một cái đường C. Mình sẽ vẽ một cái đường C bằng 22 ly. Hoặc là các bạn có thể vẽ như thế này cho nhanh. Các bạn vẽ cái hình chữ nhật ha. Có chiều cao bằng 6 nè, chiều rộng bằng 22. Các bạn gọi là REC nè. Các bạn vẽ đại ở ngoài đi. Đây, vẽ đại ở ngoài này. Chiều dài bằng 22 nè. Tab, đường 6, enter. Sau đó các bạn move ha, dùng lệnh mà các bạn move này xuống đây nè, move xuống trung điểm nè. Ok. Rồi sau đó các bạn dùng TR để các bạn cắt bỏ cái phần thừa này đi. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ vẽ được cái cạnh này, đồng thời vẽ luôn cái cạnh này luôn. Đó. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã vẽ được hình chiếu đứng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình chiếu bằng. Thì giống như là hôm bữa mình có chia sẻ cho các bạn, ở trong cái machine call nó có một chức năng là vẽ đường giống. Các bạn bấm vào automatic ha, để cho nó tự động vẽ đường giống cho mình. Ở đây chúng ta chọn lựa chọn này, rồi mình chọn hết đối tượng của mình. Enter.
Đây mình làm lại nhé. Ở đây mình bật layer lên thử xem là mình có tắt layer hay không. Như cái bản vẽ này của mình nó hơi bị lỗi một chút xíu, nó không có bật được chế độ automatic thì rồi bản vẽ này của mình nó bị lỗi nhưng mà không sao cả, mình sẽ sử dụng cái chức năng bình thường ha, còn các bạn thì các bạn sử dụng automatic ha. Đây mình dùng chức năng bình thường để mình giống xuống thôi. Ok rồi, ở đây thì mình sẽ vẽ một cái đường giống nằm ngang này đó, tr enter để mình cắt bỏ luôn này đi ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cái bề rộng của khối này bằng 30, thì ở đây các bạn offset ra 30, enter các bạn offset ra 30 giúp mình. Ha. Rồi. Đây offset ra 30. Sau đó thì mình sẽ trim đi. Cắt bỏ đi. Sau đó mình sẽ biến hai cái nét này về hai nét đậm. Em biến vô hai nét đậm. Ok rồi, ở đây các bạn thấy cái gì? Ở đây chúng ta sẽ có cái khoảng cách ở giữa này bằng 8 ly này các bạn, do đó mà ở đây chúng ta sẽ vẽ vẽ một cái c bằng 4 ly, sau đó mình sẽ vẽ một cái đường line ngang. Thì cái đường line này là cái đường line nó sẽ có cái nét khuất nha, tại vì nó bị cái R10 che chắn rồi, nên chúng ta sẽ chuyển hai cái đường line này về nét khuất. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chuyển hai cái nét này về nét khuất nhé. Đây. Rồi, ở trên đây cái đường này các bạn, đó chính là cái đường của cái R10. Do đó ở đây mình sẽ vẽ ra cho nó một cái R bằng 10 ha. Rồi, tại cái hai cái vị trí này mình sẽ vẽ ra. Rồi, sau đó mình sẽ trim bỏ cái phần này đi ha. Mình sẽ lấy đối xứng trước đây, chìm chút xíu nữa mình sẽ chìm sau. Rồi các bạn thấy là ở đây chúng ta có một cái đoạn này bị cắt xuống là 6 ly nè, nhưng mà hiện tại ở dưới hình chiếu bàn á, là chúng ta sẽ chưa có vẽ được cái đoạn này, chưa có vẽ được cạnh này đâu. Do đó mà bây giờ mình sẽ vẽ hình chiếu cạnh trước, chút xíu nữa mình vẽ hình chiếu cạnh xong thì mình mới giống xuống mình vẽ được hình chiếu bàn này. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng chức năng vẽ ba hình chiếu ở trong AutoCAD Mechanical ha. Các bạn chọn On. Rồi sau đó chúng ta chọn lại một điểm bất kỳ đi. Rồi bây giờ mình cũng vẽ đường giống tương tự ha. Đây mình thử dạ lại cái chức năng Automatic của mình lúc nãy coi có còn sử dụng được không. Đây. Đó, sử dụng chức năng Automatic. Là khi mà sử dụng automatic mà chúng ta sử dụng không quen á thì nó sẽ rất là dễ bị rối. Do đó mà mình sẽ không chia sẻ cho các bạn sử dụng automatic liền như thế này, mà chúng ta sẽ sử dụng từng cái một thôi. Từng cái một tức là sao? Tức là ở trên hình chiếu đứng chúng ta giống qua trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ giống những kích thước bao qua trước nè, một em nè, hai em nè. Rồi ở dưới hình chiếu bằng chúng ta cũng giống qua để mà chúng ta xác định được kích thước bao của mình. Từ đây mình sẽ vẽ một cái REC để mà mình xác định được kích thước bao này trước. Sau đó mình sẽ giống tiếp tục. Mình sẽ giống tiếp tục nè. Tức là ở hình chiếu đứng chúng ta nhìn thấy cạnh này. Thì cái cạnh này khi mình giống qua thì mình sẽ trim bỏ cái khúc này đi. Cái cạnh này khi mà các bạn nhìn vào nó chính là cạnh này đây. Nó chính là cạnh này. Đúng không? Rồi, từ ở dưới hình chiếu bằng chúng ta mới giống hai cái hình này qua, hai cái cạnh này qua ha. Mình sẽ giống từ từ. Còn trong trường hợp mà mình đã dùng quen rồi á, trong trường hợp mà mình dùng quen rồi á thì các bạn làm thế nào cũng được, nhưng mà bây giờ các bạn mới là người bắt đầu thôi thì chúng ta sẽ làm từ từ để không thôi là các bạn dễ bị rối lắm. Đây, khi mà giống lên là các bạn thấy điều gì xảy ra? Khi mà giống lên thì mình sẽ cắt bỏ hai thằng này đi, đúng không?
cắt bỏ hàng này đi, thì mình có cạnh này rồi, mình cắt bỏ cạnh giữa đi, thì có phải là nó ra được cái đoạn này chưa? Rồi ở trên đây mình cũng tiếp tục giống này qua nè, đây bạn cũng tiếp tục giống cạnh này qua nè, nó thì có phải là giao nhau không? Đây có phải là mình trim bỏ cái này, mình trim bỏ cái này, rồi mình trim bỏ luôn cái này không? Rồi ở đây có phải là mình mở một cái bán kính bằng 10 không? Đó, TR ở đây có phải là mình cắt bỏ thằng này, 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 và cắt bỏ toàn bộ cái cạnh của này không? Ok. Rồi mày enter này. Đó. Rồi các bạn thấy là ở trên đây chúng ta sẽ có một cái đoạn bằng 6 ly chẳng hạn. Nó cái đoạn này thì ở nãy bên đây có sẵn nè, mình chỉ cần giống qua thôi. Đây các bạn giống qua. Rồi các bạn TR enter các bạn cắt bỏ đi, cắt bỏ đi. Và biến cái đường nét này về cái nét hook ha. Rồi sau đó mình sẽ xóa hết những thằng này đi. À sorry. Xóa cạnh này thôi. Rồi bây giờ giống như lúc nãy mình đã chia sẻ, khi mà mình vẽ được hình chiếu cạnh thì mình sẽ bắt đầu giống từ hình chiếu cạnh xuống. Đây bạn chọn đứng nè, bạn chọn giống cạnh này. Rồi bạn chọn giống cạnh này thì nó sẽ ra cho mình hai cái đoạn này, đúng không? Hai cái đoạn này. À, lúc nãy mình cắt thì mình cắt lộn, cái cạnh này nó sẽ dính liền luôn nha các bạn. Đây nè. Đó, nó sẽ dính liền như vậy nha. Rồi TR Enter mình cắt bỏ hai đoạn này đi nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bỏ đoạn này đi. Cắt bỏ đoạn này đi. Cắt bỏ đoạn này đi. Rồi cắt bỏ đoạn này đi. Ok. Rồi mình xem lại nó có chỗ gì mà không hợp lý không. Đây. Ở đây chúng ta sẽ không có đường này ha. Đây chúng ta không có đường này. Chúng ta không có đường này. Rồi sau đó mình biến hai cái đường này về cái nét đậm của mình. Rồi sau đó mình sẽ xóa này đi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh là scale để mà mình phóng này lớn lớn lên chút xíu. Ở đây mình cho nó lên là 10 chẳng hạn. Đây. Ok. Rồi như vậy là mình đã có được ba hình chiếu, hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh như thế này đây. Ha. Việc ghi kích thước và trình bày bản vẽ như thế nào thì sau khi mà mình đi qua hết cái nội dung series video này á thì chúng ta sẽ quay trở lại, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta trình bày vào cái khung tên cũng như là chúng ta trình bày và đim cái kích thước như thế nào cho nó hợp lý ha. Rồi ok, như vậy thì ở trong cái audio này mình đã chia sẻ cho các bạn từng bước để các bạn có thể vẽ được ba hình chiếu của các bài tập này rồi. Cái bài tập này nhìn chung nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nếu như bạn là người mới bắt đầu á thì nó sẽ vô cùng là khó khăn, do bạn chưa tưởng tượng được đâu là nét khuất, đâu là nét đậm, cũng như là các bạn chưa tưởng tượng được cái hình của nó. Do đó mà các bạn hãy cố gắng dành nhiều thời gian ra để mà các bạn ôn tập lại cái kỹ năng này, cái kiến thức này nhé. Rồi ok, mỗi ngày mình sẽ cố gắng cho ra một cái video ở trên kênh YouTube này của mình. Nếu như bạn quan tâm đến chủ đề này, các bạn có thể nhấn like hoặc là nhấn vào cái nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo ở dưới cái phần dưới của cao đô này, để các bạn có thể là nhận được những cao đô mới nhất từ mình. Khi mà mình upload lên video mới, bạn là người nhận đầu tiên. Nếu như bạn quan tâm đến chủ đề này, để hãy giúp mình nhấn like hoặc nhấn share nếu như bạn cảm thấy video này có ích cho các bạn. Rồi hẹn gặp lại bạn ở trong những cao đô tiếp theo nha.